Này, nhà chống dịch Covid sẽ như nào mọi người hãy cùng mình trải nghiệm ngay nhé. Sáng sớm ngủ dậy kéo chân ra công nhận hình tông tông với rửa màu cái chân màu hồng, cái cố màu mà mình cũng màu hồng nốt luôn các bạn ạ. Bật điện lên, thế là điện đã sáng rồi. Hôm nay mình đeo một cái băng đôi rất là xinh, mở cửa ra chuyển đón ánh bình minh. Đây là khung cảnh nhà mình đó các bạn ạ, có đẹp không? Bật điện lên và đi vào nhà vệ sinh và chuẩn bị đánh răng thôi. Mình sẽ lấy bàn chải, cầm đánh răng và cốc nước. Giờ thì bắt đầu đánh răng nào. Đánh răng xong thì mình sẽ lựa đồ để tí nữa ra công viên tập thể dục nhé. Nhiều đồ quá, biết lựa bộ gì đây ta? Mình đã chọn được rồi. Hôm nay mình sẽ mặc một áo phông màu xanh lá chuối và một cái quần sóc màu trắng nha. Gớm thử xem nào, vừa rồi. Đây cũng là một bộ luôn các bạn ạ. Giờ thì không được xem đâu nha. Sau khi thay đồ biến hình xong thì mình sẽ bộ tóc nha. Nhìn trong video thì nó nhanh thôi chứ ngoài đời nó lâu dã man luôn các bạn ạ. Các bạn đợi một xíu nha, mình sắp xong rồi. Xong rồi, bây giờ vẫn đang được đi lấy giày để đeo thôi. Đúng là mình nói tông không sai các bạn ạ. Tất màu hồng rồi giày còn màu hồng nữa chứ. Đeo giày thì nó hơi khó mà lâu một tí nên các bạn thông cảm cho mình nha. Sắp xong rồi. Xong rồi, đính lên tạo dáng nữa chứ. Biến hình đi đâu này, đi công viên chứ đi đâu. Bắt đầu chạy thôi, nhưng mà chạy đi đâu mình cũng không biết nữa. Bây giờ thì tập thể dục, đây là động tác tay ngược. Đó. Trời ơi, tập như múa vậy nha. Đây là động tác vặn mình. Ở đây gió hơi to nên là tóc mình hơi phất một tí, các bạn thông cảm nha. Đây là động tác vươn vai chứ, mình cũng không biết nữa. Rồi, bây giờ về nhà rồi thì bắt đầu ăn sáng thôi. Hôm nay mình ăn bánh mì hot dog và uống sữa đậu nành rất là ngon luôn. Ăn sáng xong thì mình sẽ giúp bố mẹ làm một số công việc nhà như phơi quần áo chẳng hạn. Thì bố mẹ ở nhà làm nhiều cũng mệt đấy. Ở dịch Covid ở nhà cũng không biết làm gì. Bây giờ giúp bố mẹ nha. Phơi lên. Lúc này thì mình bắt đầu học online nè. Bây giờ mình đã học môn math. Cô giáo cho các bạn chơi quiz rất là vui nhiều hơn. Các bạn chơi rất là vui. Xong rồi thì đã đến bữa trưa rồi. Bữa trưa hôm nay mình ăn phở bò tái. Có phở này, có bò này, có nước dùng này. Ăn rất là ngon và đậm đà luôn nhé. Ăn xong rồi thì mình sẽ uống một cốc trà chanh nha đam. Được tặng thêm hai con cá thích dẻo. Ở đây có địa chỉ nhé. Các bạn muốn thì cứ đặt mà uống nha. Sau khi ăn xong mình sẽ ngủ trưa và học trực tuyến buổi chiều. Tắm rửa vui chơi một tí. Và bây giờ đã đến giờ ăn tối rồi. Mở cửa ra. Hôm nay rất là nhiều món ngon. Các bạn đón xem với mình nha. Đến xuống nhà thôi. Ta-da, đồ ăn đây, wow, nhiều món ngon quá. Đầu tiên là món canh cải thịt băm, cá hấp xì dầu, đây là bát đựng xương, đây là gà kho, bát đũa cơm trắng này, xì dầu này, đây là mẹ mình đang bóc cá rất là ngon nhá. Ăn xong rồi thì mình sẽ lên viết nhật ký xong thì mình sẽ chuẩn bị đi ngủ. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhá. Các bạn hãy like, share và comment cho mình để mình được giải thưởng trong video này nhá. Cảm ơn các bạn nhiều. Đó, bây giờ mình sẽ đi ngủ nha. Lên giường đắp chăn trở lại cái giường công chúa. Tắt điện đi. Bye bye cả nhà nha. Yêu mọi người. Ngủ đây. Bye.